Máy lọc nước Kangaroo KG100EW, kiệt tác thiết kế, thăng hoa chuẩn sống. Họa tiết dòng chảy trên thân máy lấy cảm hứng từ thác nước hùng vĩ. Kiểu dáng slim nhỏ gọn, mảnh ghép hoàn mỹ cho không gian hiện đại. Nâng tầm nước khỏe Hydrogen KG100EW trang bị công nghệ tạo nước Hydrogen ion kiềm. Với 3 mức hàm lượng Hydrogen duy nhất tại Việt Nam, 3 mức Hydrogen H2, H3, H4 đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng cho cả gia đình. Mức H2 khuyên dùng trong 3-6 tháng đầu đối với người mới bắt đầu uống nước Hydrogen. Mức H3 sử dụng sau thời gian làm quen với mức H2 trong 3-6 tháng tiếp theo. Mức H4 sử dụng cho thanh niên, trung niên sau thời gian làm quen với mức H2, H3. Bên cạnh đó, gia đình bạn thoải mái giải khát ngày hè với chế độ nước lạnh 12-15 độ C, công nghệ làm lạnh bằng chip điện tử dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, vận hành êm ái bằng điều khiển cảm ứng điện tử, dễ dàng thao tác bằng một nút chạm. Máy được trang bị hệ thống cảnh báo thay lõi tự động, xóa tan lỗi lo lõi lọc bám căn. Hệ thống 7 lõi lọc của máy lọc nước Kangaroo Wonderfloor KG100EW được đúc đồng bộ, đảm bảo kín khít, hạn chế tối đa tình trạng tái nhiễm khuẩn, triệt tiêu rò rỉ nước. Công suất lọc lớn 18 lít/giờ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả gia đình đông người. Máy lọc nước Kangaroo Wonderfloor KG100EW nâng tầm nước khỏe Hydrogen, thăng hoa chuẩn sống. Kangaroo chất Nhật, chất tiên phong vì sức khỏe cộng đồng.